rồi, giờ là ghé quay lại các bạn ha. Đây, ngày tập đầu tiên ha. Đó, ngày tập đầu tiên của ghe ngò Group 2. Đây, đây là ngày tập đầu tiên đó các bạn ha. Đây, ngày tập đầu tiên. Đây. Quá êm ơi, ngày đầu tiên ha. Tiếng đồng hồ đợi có nhiêu đó. Tiếng đồng hồ đợi có nhiêu. Tiếng đồng hồ đợi có nhiêu. Rồi Oppo nó lớn xong luôn Oppo. Tiếng đợi nhiêu đó. Tiếng đợi có nhiêu. Ở nhà là tụ. Rồi, mấy chào cô chú anh chị các bạn ha. Vậy bữa nay là ngày tập đầu tiên của ghe ngò Tùng Núc 2 ha. Bữa nay là ngày tập đầu tiên của ghe ngò Tùng Núc 2. Bữa nay là ngày 20 tháng 10 năm 2023. Bữa nay mình cũng sẽ review một đoạn video ngắn cho cô chú bạn xem. Ngày tập đầu tiên của ghe ngò Tùng Núc 2. Quá rồi, ba máy luôn quá rồi. Đây. Đây. Đây là ngày tập đầu tiên các bạn ha, ngày tập đầu tiên. Ngày đầu tiên. Trời bữa nay nắng quá. Trời còn nắng quá ha. Bữa nay nắng tốt luôn. Ngày tập đầu tiên của ghe ngò Group 2. Quá nắng rồi bữa nay. Trời nắng tốt luôn. Đó, à. Ngày tập đầu tiên. Trời mà số hòa lán là lán xua đổi mắt hoàng thân rồi. Còn số hòa lâm tham mới là lán. Hai mà buôn nổi đấy. À đây, bữa nay trời nắng tốt quá. Bữa nay cũng có anh Oppo ha. Anh Oppo bữa nay Úc Sóc Trăng TV. À, Úc Sóc Trăng TV bữa nay cũng tới đây luôn ha. Đi bắt ma là Úc khác á. À, à. Úc ấy cũng dùng thơm. À, à. Không phải, không phải Úc phường 7. À, này Úc Sang Ma. Úc Sang Ma. À. Đây anh Tâm CD. Tâm CD bữa nay Tâm CD ông Thắng miền Tây lên máu về rồi. Thắng miền Tây lên máu về ông Úc ơi. Rồi đủ lính thú về. Ở đây đường trăm người không ạ? Chắc cũng gần gần mà chưa chiều còn lại nữa. Tổng cộng lên trăm đó. Tổng cộng trăm. Nó có lồn má mày. Trường thôi lấy chứ Trường. Thôi lấy đi. Mua lại. Lịch cho bọn mò đã. Lịch cho bọn mò. Hả? Mỹ. À. Rồi đây là anh Hiền ha. Anh Hiền nhà tài trợ áo bốc hồng. Bữa nay ổng xuống giám sát coi có cầu thủ nào bơi được hay không. À. Xuống giám sát luôn ha. Bơi xong là ổng dắt đi khách sạn luôn ha. À. Khách sạn karaoke luôn. Ngày tập đầu tiên của ngôi thứ hai. Áo này áo ta tài trợ, cái nào mình mặc cái đó. Cái này là áo tập. Còn thì áo sau này tươi. Ừ, áo sau còn ta tài trợ tổng cộng là 5 bộ. tập ừ, đúng rồi. Còn áo thi đấu thôi, không có tay. Không có tay. Bóng đó. Cũng lại gì cũng đỡ hơn ông Thắng miền Tây rồi. Ông bỏ sạc kem
không được đó. Ông Hiền ông đi lên trên kia coi, mấy anh trên kia coi, ông đứng đi hoài vậy? Ừ, lên cái đầu bên kia. Nhà kho. Thằng kia nó thấp quá, nó lên trên ghế không mày. À, coi cũ lính cũ, coi cũ lính, cũng có lính mới một mớ. Vậy là xuống ghe luôn chứ bạn ha, xuống ghe luôn. Rồi xong. À, xuống ghe là bơi đó. Đẩy xuống ghe luôn các bạn ha. Xuống ghe. Hãy đáp bọn này xò lắm. Rồi xuống ghe, xuống ghe. Thì xuống ghe luôn các bạn ha. Ô, đây cái kêu ăn cơm rồi. Rồi thằng Lít nó quay nó trốn không à. Nó sợ người ta thấy mặt nó. Rồi xuống ghe luôn các bạn ha. Đông rồi, không hết rồi. Xài chứ. Xài. Mày mày chạy đi. Chạy con xài máu đi. Được mà, lên được mà. Lên được mà, không được mà. Lên lúc khởi lại là quay lên trên đó không đó. Lên trên đó là quay gõ lắm. Lên trên đó là quay là rất là gõ luôn. Chọn cùn sky nó đọt chân hết. Cái sai nó thì chọn cùn sky nó khỏi. Chân cái đội mèo bị đập. Để xuống nè. Đây tập đầu tiên nè. Đó, cho bà tôi chứ ha, cho bà lái phụ. Hãy đấy mình, tôi phải tôi đấy, chào tôi phải tôi đấy, mình đăng lên đấy, thầy cô nà, hàng ngày mà cái ông ấy phô bình, thế nè, một điện cho thằng đứng nè, mày ăn luôn, mày ông ấy, anh về đứng, ông ấy nó nhậu tôi đứng nữa, tôi đứng đứng, cục rau mua chạy mua một cục rau. Ôi, nhọc lại, nhọc. Nhọc luộc nậu đó, buộc
Thánh Thánh nấu cái tao ấy luôn rồi đi, xong tạc kia luôn khuôn mãn đấy Thánh á, Thánh á bây giờ em mới gia đình luôn ơi ấu quần cá mình mới chầm đôi chầm đô nó ghi lên đó ơi ông Minh đó sắp ra hẹp với xong đường luôn quay ra thì bữa nay là tập đầu tiên các chú bạn ha, ngày tập đầu tiên của ghe ngò Thành Phố Mai ngày 20 tháng 10 năm 2022. Đó cảnh là cảnh ô tô ở trong có từ điểm đó. Nhập ra hay à? Lựa. Chúng chưa chồng nói đó. Ông mày biết mình được đâu nè. Bữa nay ngày tập đầu tiên ha, mình đã quay hướng bên này dễ quay hơn. Ngày tập đầu tiên rồi, cái ghe bự đó đậu bên đây là mình xuống ghe quay nó gõ nè, chưa rồi anh vô trước đi, anh thấp đó, có nền á, nền dưới á. Thấy không, có nền không? Đâu tủ đâu nhỏ không đó, không đó hả, giỡn tủ hoài anh thường tủ yếu lắm hả, nó không tủ, nó không, nó biết chờ điểm luôn mà nó đứng nhau. Rồi bây giờ kêu giờ chiếc ghe lớn lại lên đây ngồi luôn.
Đây đội hình của Tống Lúc 2 bắt đầu chuẩn bị. Đây là Tống Lúc 2 của xã Linh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Bữa nay ông Thắng lại ông Thắng lên máu rồi, chạy rồi. Anh Thắng chạy được quay sư à? Quay ngay ngon không quay coi đâu. Kêu giờ ghe qua đi. Hả? Kêu giờ ghe. Mà được ghe bự á. Phải có võ lãi ngồi trên đây cũng ngon. Dạ, giờ ghe bự đậu đây nè, đứng quay bên nào cũng được chứ. Mà thằng Hải nó cũng chưa về. Ngày nắng. Ôi nắng trên. Nắng vậy không thấy Tú đứng đâu có nắng đâu. Chị xuống quầy phải không? Hả? Chị à. Chị Tha. Chị Tha vô bịch vô cá bạch sắc với thẻ không vỡ đi Tha nhé. Chị Tha. Ừ. Chị xuống quầy phải không? Có đâu. Nó bơi luôn á hả? Trời. Trời trời trời. Á đù. Trời. Không biết chị chơi cái này luôn. Mới đi năm nay mày mày giỡn hoài mày. Mới đi có năm nay à, mỗi năm đâu có đi cái này, mỗi năm đi chùa không hả? Mỗi năm nay đi ghe ngon hả? Mỗi năm là quay tháp không à? Quay tháp không hả? Mỗi bữa nay đâu, mỗi năm nay mới đi... Tôi chiên, ê, chiên kịch cặp sát thêm. Nói gì thả, đặt chân ban này, thầy đặt chân ban này, cắp đẹp cho nổi đó, đẹp có tiền nữa đó. Ê. Ê. Anh liên với chị Tha vãi à. Nó là thế nhá. Không. Điểm lý tưởng. Ý thằng Hiệp. Ghê. Hả? Giờ mà men mà hổ hay. Đúng không? Người men rạp hết nó. Ê, đồ men nào men đi lịch đâu? Một á. Nè, nhọc nè. Hả? Hả? Mày cho nó cái miếng đâu? Yeah, yeah, yeah. Hai đúng rồi bà hai ơi. Bỏ luôn đấy. Cầm này mình không quen cầm sao thấy sao á Tú. Không quen á. Ừ. Ông Thiện này đụng ba máy à, đụng á, ba máy rồi đâu. Ba cơn mình lên nè. Hiền nữa kìa. Này. Hiền nào? Hiền nè. Chưa đâu người ta. Trời. Này mà chua này kia tụ mỏ. Hả? Chua đi. Đi, chua không đi. Thiện. À, cho nó vô trong luôn Thiện. Cho nó vô không? Không hả? Ngồi đi. Lên nóc nhà. Lên nóc nhà nhìn rõ. Lên nóc nhà. Coi gì ta ve rồi coi gì đừng mới lên nóc nhà gì đó. Ngày tập đầu tiên đó chú bạn. Ngày tập đầu tiên. Lính mới cũng rất là nhiều luôn em. Lính cũ một phần với lính mới cũng khoảng lính cũ khoảng 70%, lính mới khoảng 30%. Đó. Này đang lui đi chỗ điểm xuất phát. Tới nhà em phải không? Hai cây đúng luôn. Đi về 4 cây rồi ngày vượt ta vượt 2 quận. 8 cây.
À, lấy có mướn người cầm dù không? Chứ bà kia lấy dù ra che luôn. Thì ông Thiện đủ mà sợ ăn cái là che cái đủ ông Thiện rồi. Thì bây giờ cũng 4 giờ mấy rồi, chưa chiều đâu, khoảng 7 giờ mới chiều. Lên máu rồi, lấy lại đây đâu có lại đâu. Rồi thêm ông đủ mà ông đưa ổng hoài đâu, ông chọc sân ke hoài nghĩ lại luôn. Ông Thiện kiếm hoài luôn. Rồi gặp đứa Đây là dòng sông huyền thoại của đội ghe ngò Tùng Nốt 2 tập dượt ha, mỗi năm. Đây là dòng sông Xà Lan, đó còn gọi khác đây là kinh Tam Sóc. Còn cống thì gọi cống Cố Thảo. Ê vô cầm mũi tay ông nội ơi. Rồi ghe chuẩn bị xuất phát lại các bạn ha. Quay luôn à, quay trực tiếp luôn chứ không có anh Thiện vô nè. Lại kìa. Trời nắng các bạn ơi, nhìn không mấy gì rõ ha, thông cảm ha. Trời nắng nhìn không mấy gì rõ. Trời quá nắng rồi bạn ơi. Đây ngày tập đầu tiên ha.